Điểm kiểm tra môn toán của lớp 6A nè, 10 điểm mấy bạn? 3, 9 điểm, 8, 7, 5, 3, 4, 2, hỏi, nghe kẹp, nghe kỹ, số học sinh bao nhiêu? Số học sinh bao nhiêu? Số học sinh của lớp 6A bao nhiêu? Bạn chỉ cần nói ra cái ý tưởng này, số học sinh bao nhiêu? 2, 3, 3. Bạn nói ý tưởng thôi, không cần phải ra số đâu, bạn nói ý tưởng thôi. Ý tưởng hơn 30. 30, sao biết 30? Nói đi. Theo sinh nhật. Dạ, thưa đồng chí, 10 điểm mấy bạn? 3 bạn. 9 điểm mấy bạn? 6 bạn. Vậy muốn tìm số học sinh của lớp 6A thì lấy 3. Nhưng 3 cộng. Cộng 6. Cộng 17. Cộng 5. Cộng 3. Cộng 2. Thấy khổ không? Tiếp. Số học sinh 10 điểm mấy? 3. Số học sinh 4 điểm? 2. Số học sinh 0 điểm? 0. Số học sinh 1 điểm? 0. Số học sinh 3 điểm? 0. Số học sinh 7 điểm? 3. Số học sinh 7 điểm? Số học sinh 7 điểm là 5. Số học sinh 8 điểm? 17. Số học sinh trên 8 điểm? Trên 8 điểm, nghe kỹ. Trên 8 điểm nha. Trên 8 điểm là mấy điểm mấy điểm? 9 với 9, 10. 9 đúng 7, rồi. 9, 7. Số học sinh từ 8 điểm trở lên. Từ đến nhân từ 20. 7. Điểm sau là 27 hay vậy ta? À, từ. Từ 8 điểm, từ 8 điểm trở lên. À, 26. Dạ, tiếp nè, số học sinh từ 8 điểm trở xuống. 10. 10, từ 8 điểm trở xuống. Từ 8 điểm trở xuống, khổ rồi. À. Hồi nãy kia 10 rồi, thêm 10 mấy nữa. 15. Trời ơi, nãy đây 10 rồi, bạn thêm 17 nữa là bao nhiêu? Tự nhiên đi ngồi 10. Đó tính này cộng đây. À, 27. 27, nghe kịp tiếng Việt nè. Số học sinh dưới 8 điểm. Dưới 8 điểm. Dưới 8 điểm. 10. Nghe kịp nè. Số học sinh không có điểm. Số điểm mà có số học sinh gì? Số điểm mà số học sinh là không. Số điểm mà số học sinh là không. Không điểm, có không điểm không? Một. Một. Không. Sao không? Số học sinh là không, lấy nó. Không có không? Lấy. Một. Lấy. Hai. Ba. Bốn. Bốn mà lấy gì? Hai đứa mà. Năm. Sáu. Sáu lấy nè, tại sáu đâu có bạn nào đâu.